đã tìm ra được năm chủ nhân nhận được năm bộ dập đang có ở tại đây và các bạn yên tâm là khi mà các bạn sử dụng bộ khuôn dập này những cái phần nào mà các bạn nghe mà các bạn hoặc là các bạn làm mà các bạn chưa hiểu thì các bạn có thể nhắn tin và zalo cho cô thủy à, để cô sẽ đồng hành để hướng dẫn các bạn để có được một sản phẩm thật là đẹp mặc trong dịp năm mới sắp tới ạ rồi xin cảm ơn cả nhà <laughs> À, và chương trình tiếp theo của chúng ta là à, để cho các anh chị hiểu được cái bộ khuôn dập của chúng ta là như thế nào Thì bây giờ Thủy sẽ lấy một bộ khuôn dập ra để Thủy chia sẻ với cả nhà một số kỹ thuật liên quan khi sử dụng bộ khuôn dập cả nhà nhé à, Đây ạ à, Hiện tại thì như Thủy đang cầm ở trên tay thì đây là một bộ khuôn dập Đây Thủy đang cầm trên tay đây ạ à, Đây là một bộ khuôn dập của chính mẫu đầm à, lệch vai đây đây ạ. À, đây chính là bộ khuôn dập của hai mẫu đầm mà các bạn vừa được thưởng ở đây và hai mẫu đầm hot nhất mới nhất và cảm thấy là à, ai mặc cũng xinh và phù hợp được với rất nhiều dáng người à, thì bộ khuôn dập này của chúng ta thì đang gồm có 23 chi tiết. Bộ khuôn dập này của chúng ta đang gồm có 23 chi tiết và cái bộ khuôn dập này thì uh, qua các uh, kỹ thuật làm là đầu tiên là chúng ta sẽ phải uh, uh, xác định về cái phần uh, uh, thứ nhất là chúng ta phải xác định xem là cái đầm này của chúng ta là làm trên được chất liệu gì. Đấy, trước khi mà các bạn muốn làm một mẫu đầm đẹp thì đầu tiên là các bạn phải chọn chất liệu vải là xem là chất gì phù hợp với cái mẫu đầm này và làm thế nào để cho cái mẫu đầm của chúng ta nó có độ xòe, độ rủ và lên form được đúng ý chúng ta đấy, cho nên cái khâu mà chọn chất liệu vải là cái khâu rất là quan trọng, đấy. Thế thì khi mà chúng ta hình dung là chúng ta muốn cái mẫu đầm của chúng ta nó rủ hay nó xòe, thì đầu tiên lúc các bạn vẽ thiết kế là các bạn đã phải vẽ ra được cái dáng váy hay còn gọi là dáng đầm để người thiết kế cảm nhận xem đấy là chất liệu dày hay là chất liệu mỏng hay là chất liệu nhẹ hay là chất liệu nhũn, đấy. đấy chính là cái điều mà các nhà thiết kế lúc mà thiết kế ngay từ bước đầu đã phải làm điều đó rồi đó vậy thì mẫu đầm này của chúng ta là cô thủy đang thiết kế trên chất liệu vải tắc ta gấm các bạn nhé và bên trong thì cô thủy có hướng dẫn là ép thêm một cái lớp mùng nữa ở bên trong để nó giữ được form cho cái mẫu đầm đấy là điều thứ nhất à, điều thứ hai là chúng ta sẽ nhìn trên hình ảnh xem là cái chiều dài đầm này đến đâu thì là đẹp và phù hợp với ai đó và um, độ xòe nhiều hay ít đó. Thế thì cái đầm này của cô Thủy đang để chiều dài là uh, trên mắt cá chân khoảng 20 cm. Nếu như các bạn muốn cắt những cái đầm mẫu đầm dạ hội kiểu như thế này thì các bạn cũng có thể cắt chiều dài đến chạm đất hoặc là các bạn có thể cắt ngắn hơn thì cái điều đấy phụ thuộc vào cái nhu cầu cá tính và công năng của người sử dụng cũng như là mọi người sử dụng nó vào một cái việc gì, vào dịp gì hay là sự kiện gì để chúng ta thiết kế đấy đấy đầu tiên là phần chiều dài à, thứ hai nữa là chúng ta quan sát xem là cái mẫu đầm này à, với khách hàng mà mà đặt đơn chiếc hay là gọi thiết kế riêng ấy thì cái phần cổ rộng à, chật như thế nào để phù hợp với khuôn mặt của khách có nghĩa là khách đó muốn à, hở vai nhiều hay là hở vai ít hay là muốn cao hay muốn thấp thì chúng ta sẽ thiết kế cái phần cổ vì trên một cái sản phẩm á, cái điều trực tiếp nhìn thấy đầu tiên đấy là cái phần cổ, sau đó rồi chiều dài, sau đó rồi tổng thể cái váy và kết quả là người mặc phải đẹp hơn, tự tin hơn và dạng người hơn và khoe được nhiều cái điểm đẹp của họ và che được nhiều nhược điểm thì đấy mới là một sản phẩm hoàn chỉnh đó à, tiếp theo nữa thì lúc đó chúng ta sẽ nghĩ đến một số những cái phần à, kỹ thuật là các bạn xem là à, lớp bên ngoài là như vậy thì lớp bên trong sẽ là vải gì đó thì với cái vải đầm này của cô thủy thì cô thủy đang để là à, bên trong là vải lụa vải lụa chun vì bên ngoài của chúng ta là táp ta cho nên bên trong cô thủy làm bằng vải lụa chun nó có độ trơn và độ nhẹ và độ sang trọng trong cái đầm nó rất là xịn đó thì đấy là phần lớp bên trong. Thế còn đi sâu hơn nữa vào kỹ thuật cắt thì uh, khi mà các bạn cắt những cái sản phẩm đầm và dáng ôm như thế này thì các bạn cũng phải có những cái kiến thức cơ bản là làm thế nào để tạo được cái đường form và độ xòe nó có độ mềm, độ rủ, độ uh, độ rộng uh, vừa đủ cũng như là uh, ôm cái phần cổ để mặc không bị ngửa cổ cũng không bị uh, ngửa nách thì đấy là cái phần kỹ thuật thì nói đến phần kỹ thuật thì các bạn này liên tưởng đến là à, ví dụ như cái mẫu cốt này của cô thủy này đó nó có những cái đường dọc đường ngang thì khi chúng ta cắt chúng ta cũng phải nghĩ đến những cái phần kỹ thuật ở đó hoặc là các bạn nhìn thấy ở đây là một cái mẫu cốt của cô thủy thì cũng sẽ có rất là nhiều những cái đường chẳng chẳng như thế này nhưng mà thật ra thì đây là những đường kỹ thuật cơ bản bắt buộc các bạn phải nhớ thì các bạn cắt nó mới đẹp và cái phần kỹ thuật này thì cô thủy dạy rất là kỹ ở trong các khóa học online cũng như là có chia sẻ trên kênh YouTube dạy các mấy cô Phan thủy để cho các bạn hiểu thật kỹ và thật là chi tiết thì các bạn có thể xem thêm ở phần đó còn buổi tối hôm nay thì cô thủy sẽ đi nhanh vào vấn đề là quà tặng sau đó thì chia sẻ nhanh một số những kỹ thuật mà thủy nghĩ là cần thiết cho các anh chị ngay tại thời điểm này hoặc là cũng như là các câu hỏi của các anh chị có ghi ở dưới phần bình luận trong tối ngày hôm nay thì cô thủy sẽ cố gắng để trả lời được hết tất cả các câu hỏi của các anh chị ạ rồi à, vậy thì cái...